xin chào. Các bạn, giờ mình đã về phòng khách sạn rồi. Chiều nay có một hảo đi bộ khỏi cần heo. Chiều nay đi bộ khỏi đi xe luôn ha. Đi bộ ăn chiều rồi coi có chỗ nào mà chơi cái gì vui vui. Rồi ăn cho các bạn ăn chung. Bây giờ đang nạp năng lượng vô thêm nữa đặng cho chiều khỏe đặng đi chơi ha con ha. Rubik, đúng không? Dạ. Đúng rồi, slime á con. 89 nè, 89 luôn. Cái này trộn luôn á. Nè, ví dụ cái này dài, quay qua, đẩy nó quay qua là nó sẽ bị đảo lộn rồi, phải giải. Cái này có cọp á, không bị lay luôn. Mẹ ơi, một cái trúng này 169 luôn, mua lắm rồi. Cái này, slime này bao nhiêu nè? Slime quen. Slime hả? Có mình của con chỉ có 90 thôi. Mày cũng không thấy giáo luôn. Ở đây có nhiều loại. Ở đây có nhiều loại slime á con. Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng chưa? Tiếng kìa. Cái quả cầu thôi con để lại đi. Cái đó cho mấy em bé nhỏ xíu. Cái gì để con đi tìm cái gì nữa. Mẹ đâu? Rubik quả chanh. Bị khô. Ủa rồi, bấm mới ăn nè. Mẹ con đảm. Cũng có hồi nãy trái chanh bây giờ là trái chuối. Cũng là dạng Rubik luôn hả con? Dạ. Thank you.
nào cũng được, với A cũng đẹp, cái này cũng đẹp. Cái này đẹp rồi nè. Bây giờ em có thể trả thì được 120. Hộp tiền lại mua 120 ngàn. Anh ấy có hộp tiền lại không? Là đồng có kim tuyến màu đỏ. Có kim tuyến màu đỏ. Anh ấy đâu chưa trúng. Là 180 mà. Thay hộp là em hết tiền. Chú 50 ngàn, 50 ngàn với cái này. Là còn 10 ngàn. Em biết 44 ngàn. Chị, bây giờ trời ơi, em bé nhỏ chiếu luôn á sao. À cái này không, cái này em bé này chắc nhỏ lắm, tự mình thấy ghi 3 cộng à. Dạ mời, chơi nhỏ cơ mà. Mời coi em bé mặc áo màu xanh đấy nè. Dạ. Cái này có nguyên bộ luôn nè. Ồ, bao nhiêu mà nguyên bộ luôn. Đọc thử coi. 125 ngàn đồng. Con không thấy gì hết. Con không thấy gì hết hả? Rồi. À kìa, lòng ẩm kìa. Trời ơi, sướng à. Ồ, ủa đẹp giỏ. Dễ quá. Để con xem thử coi bao nhiêu. Để con xem cách mắt hơn, con rất mừng. 149. 169 ngàn. Nhưng mà nó đẹp quá vô. Ở đây có bên đây có bạn cả. Wow. Ôi xinh quá à. Ôi cái này dấu vô. Dấu vòng quay ngựa cổ. Đây là một cái trò chơi nè. Không, không phải một cái của một cái công viên. À công viên trò chơi. Có một quả chơi. Trời ơi, em bé lẹ cái lưỡi nè. Trong đó cái món mà tôi cũng thích mẻ. Cái này là bộ làm bếp, làm mì. Dạ đúng rồi, bán rẻ đây luôn mà. Rẻ không? Sao mẹ có thấy rẻ đâu. Cái này là để ráp vòng á mẹ. Con coi rồi, con biết. À để ráp thành những cái vòng. Con gấu này lưng lưng lưng. Dễ thương hết biết luôn. Cho con thêm 20 rồi con, để con mua cái này con chơi chung. Rẻ hả? Ở lưng con lưng kết hợp rồi nè. Nếu mà 20 thì mẹ phải cho tụi em luôn rồi. Ồ, thì đúng đó rồi. Để cho em 20 ngàn nữa được không? Ừ, để mua gì? Cho cái này mắc lắm, cái này tới 199. Hả? Nhưng mà con mua cái gì nữa mà cho 20? Nhưng mà con chắc nguyên bộ. Lân về con, về con chơi robot không? Ừ, giờ có chuyện hai người chơi chung thế này. Rồi bây giờ con cầm đi lặn ra tính tiền nha. Không chưa con, được chưa? Ổn chưa? Hay là còn muốn coi lại nữa? Mà phải chi cái gì đâu, mua giữ tận mua chưa em. Rồi cuối cùng quyết định nè, anh Lân đúng không? Tính tiền. Anh Hai đúng không? Còn lâu một món thôi. Rồi anh lâu một món ha, còn giờ mình đi tính tiền đi.
cảm ơn các bạn đã ủng hộ video nhé. Chào tạm biệt các bạn.